Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Murat, ok. Thì nói chung hôm nay mình sẽ anh cùng với cả anh Thái Lan Viên nha. Vâng, anh Thái Lan Viên hôm nay đã hóa thân là một con gấu. Úi giời ơi, dù béo. Vâng, có một cái bụng rất là bự. Phải nói là bụng bự chả bá lửa luôn ấy. Đấy, S2 sẽ là anh Thái Lan Viên nha. Rồi S3 thì bạn ấy chơi Violet, bạn ấy quá nhanh quá. Bên mình giờ thì có Violet này, Cho'Gath này và Malok này. Úi dồi ôi, gặp mình nữa thì ngon. Bên mình thì có vị tướng Cho'Gath khá lợi trong cái vấn đề mà giải tỏa mọi khống chế khi mà bật chiêu cuối lên. Đấy. Để xem nào, ôi giờ bên kia có Alice à. Vâng, Alice đợt này không ăn thua rồi. Cho'Gath, quăng vào Cho'Gath một cái, nó mật chiêu cuối một cái thì cũng như bằng không thôi. Ngon. Ở trong Cho'Gath là một vị tướng có khả năng gọi là ok nhất đấy. Đấy, cũng như là có khả năng phá giải chiêu cuối của Alice khá là hữu hiệu. Vị tướng duy nhất có khả năng phá giải cái chiêu cuối của Alice đó là vị tướng Cho'Gath thôi. Không có ai có thể phá giải được cả. Bên kia hôm nay mình sẽ gặp vị tướng Violet đi rừng nha. Hiện tại thì Violet cũng rừng rất là khá, cũng rất là bá đạo đấy chứ. Nhưng mà nếu mà thiên về Violet với cả Murat ấy thì ai chơi hay hơn thì người ấy sẽ thắng thôi. Ở bên kia hôm nay rất là nhiều khống chế nha. Gindu này, Oma này, ôi Alice này, Laurier này, cuộc chiêu 1 của nó cũng khá lợi hại đấy. Vâng, và lời mà mình muốn nói đó là cảm ơn tất cả mọi người nhá. Hiện tại kênh mình đã chơi được 100.000 sub rồi. Ok, mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã đăng ký kênh và luôn theo dõi mình trong thời gian qua. Từ cái lúc mà mình có chút xíu xui à. Rồi ok, cảm ơn rất nhiều. Thì mình sẽ cố gắng tổ chức event một cách sớm nhất nhá. Đang gom kiếm tiền. có gì mình sẽ thông báo ở trên Facebook với cả trong nhóm của mình trước một hoặc hai ngày nhá. Để mình sẽ diễn ra cái event đó. Có lẽ tuần sau đi ha. Thứ bảy hoặc okay, tuần sau đi, thứ bảy hoặc chủ nhật tuần sau đi nhá. Đấy, mình sẽ phát cạc. Ok, hy vọng mọi người sẽ tham dự đầy đủ. Ai sẽ may mắn có khi nạp được 2-3 cái, 4-5 cái cũng nên. Ngon. Ok, đầu tiên thì mình sẽ ăn cái con bùi xanh nha. Trở về với trận đấu thôi. Đấy, mình xin thông báo mọi người biết trước như vậy thôi. Mình đã nói là mình làm được, không có bao sợ mất đâu hết. Nhưng phải cho mình chút thời gian chứ, phải đi kiếm tiền chứ, phải có lương chứ. Đấy. Ê, đừng rời cái bức tường này ngăn cản mình à. Xấu thế nhở. Ngon rồi, cấp 2 rồi. Tuyệt vời. Anh chả bên dưới anh Hoa Lóc, anh Hổ Báo thế nhở. Anh này cứ giống em cơ, cứ thích lao vào đội hình đối phương mà chém. Đây, chuẩn bị. Ngon. Úm. 3, 4. Úi giời ơi, tê tái ngay, sướng chưa, phê chưa. Ngon lành cành đào ngay mà. Mình xin nói sơ về cái trang bị của vị tướng Murat mà mình hay sử dụng nhá. Đầu tiên thì mình sẽ trang bị cho nó kiếm chi hồn nhá. Thứ hai là đôi giày kim cường này. Cái món thứ ba là đôi là cái gươm sấm sét. Đấy, món thứ tư là thương xuyên phá. Thương xuyên phá xong rồi mình lên cái món chết. Rồi. Đâu. Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh thôi. Ừ. Không có con nào để cho mình lên 4 điểm. Mình lao vào mình chém xẹt xẹt một cái chơi nhờ. Thế mới buồn cái chứ. Ê, đừng giữa có mạng này, có chuối này. Đứng lại. Em ơi, em đừng có hổ báo. Em đừng hổ báo. Rồi xong, mới cấp 3 thì làm gì có chiêu cuối mà lướt. Ôi dồi, bật cái đó này làm cái gì. Thật sự là mình không hiểu bạn ấy bật làm cái gì nữa. Đằng nào bạn cũng không chết mà. Cái lượt đằng nào mà bạn cũng phải chết mà. Rồi, Violet ra nạp mạng luôn. Này thì nạp mạng này. Ngon lành cành đào ngay. Rồi, tôi lượt vị tướng Oma hả. Rồi, mình sẽ cho bạn về miền cực lạc. Vừa cùng với cả hai bạn nữ. Chết một chùm mới chịu cơ. Hay quá, được hai mạng luôn rồi. Ngon. 2 chết không, hỗ trợ 1. Tuyệt vời, một khởi đầu khá là thuận lợi. Anh em đâu rồi? Qua đây lùm lúa cái con rồng nào. Ok. Ăn rồng. Cấp 5 là mình có thể ăn rồng một mình rồi. Không cần ai hỗ trợ cũng được. Nhưng mà sợ bên kia nó ra nó cướp ấy. Ê, biệt ngay mà, mình nghi rồi. Hãy xem đây, tê tái. Úi trời, tê tái một cái là tái tê luôn. Lên trời. Vâng, anh Malok anh vừa làm một pha lên trời rất là khủng khiếp. Đấy, anh cứ hù dọa con người ta cơ. Khổ thế cơ chứ. Rồi, bây giờ mình sẽ biến về nhá. Ôi, đi về cái đã. Đấy. Ngon lành cành đào ngay. Rồi, bên kia mới cấp 3, cấp 4. Ăn thua gì. Mình cấp 6 luôn rồi này, ngon chưa.
Rồi mình sẽ qua ăn cái quả mùi xanh trước. Lướt qua. Úi giời ơi, lướt thêm phát nữa. Đấy, bây giờ mình biến về phát nữa là ngon lành cành đào ngay ấy. Nhưng mà không chơi. Ai chơi biến về? Kỳ cục. Thì mọi người chơi Murat này cố gắng gọi là cố gắng tích cái nội tại khi mà mình ăn lính ở bên ngoài á, xong mình lướt lên mình giao tranh nhá. Đấy, nó có một lợi thế rất là lớn cho vị tướng Murat này. Thì mọi người có người thì theo như mình thấy thì rất ít bạn mà trang bị cái gây gương chấm sét. Nhưng mà mình thì mình thích cái nội tại của nó, đó là xẹt chiu chiu chiu, sướng lắm á. Thì đấy, mình thích rồi thôi, mình lấy thôi, có gì đâu mà lo. Rồi, viết Violet trước. Violet này, ôi Alice thơm kìa, 3, 4, đứng lại, chém gió chết luôn, thơm. Tí nữa thì Alice chậm dây nữa thôi, bạn chậm 2-3 bước chân nữa thôi, sẽ được chung vui cùng Violet trên một bầu trời, khoảng trời gọi là đếm số rất là thơm mạo. Ngon lành cành đào ngay. Vậy mà bạn phải 3 chân 4 cẳng, bạn chạy nhanh quá. Tớ, cái chiêu cuối của tớ nó ngắn có chút xíu à, không ăn thua. Đâu rồi. Giờ để dành chiêu cuối ra làm thịt miết đối phương nào. Ngon, có chuối này. Rồi, lướt lên đây. Lao lên nào, úi giời, sao lại cứ nấp thò thế. Ê, mình phải ra mình cứu bạn thôi. Chắc chắn là trong này, một đám trong này, không có ai hết à. Gindu này, xem ta đây. Úi giời ơi, chết luôn, sướng chưa. Sao mình bắp chưa đánh, nó lại lao tới các con lính nhỉ. Mém nữa này hụt mất chiêu rồi. Ngon quá, để đấy cho mình. Ngon. Hay quá, tuyệt vời, hát trích luôn thì phải. Đúng không? Phải không? Ủa sao không thấy hát trích nó nổi lên vậy? Không biết có phải không nữa, hình như không phải. Ủa mình nhớ là có mà ta. Sao kỳ vậy? Thôi kệ, không sao, không quan tâm. Khi nào được qua đa Venta là mới quan tâm được về vấn đề đấy. Này, ngon lành cành đào chưa? Rồi, gươm sấm sét đấy. Mình thích lên gươm sấm sét cơ. Rồi xong, chết em rồi. Chết em Violet rồi. Nốt lên. Làm xịt luôn. Thôi chết em rồi, hết chứ một rồi. Úi giời ơi, sao bạn ơi? Sao cái chủ nó lại bắt tớ? Nó bắt con voi thì có phải ngon lành cành đào ngay không? Buồn thế. Đeo luôn. Hồi khỏe không ra một mạng ăn thua gì. Từ từ mình ra mình chém gió chết hết bây giờ. Mà chưa cúi lên bạn voi. Sợ gì nó. Lại lên trời. Úi giời, ba người lên trời luôn. Đưa cái mông tới. Hay quá. Uzuka hay quá. Tuyệt vời. Very good, good. Úi giời ơi. Mình thấy nhiều người chơi Murat dạo này gọi là bá đạo luôn ấy. Mình thì chưa bằng họ được. Mình chơi sơ thôi. Mình vẫn thích chơi Violet cơ. Tại vì Violet bắn xa mà. Nhưng mà Murat một cái thì cái chiêu cuối của nó mạnh quá, chịu không nổi thật. Cỡ như mà Violet bây giờ sử dụng chiêu cuối một cái là gần chết. Thật. Một chiêu cuối một phát là gần chết luôn. Ghê chưa. Lướt lên này hãy xem ra đây. Đấy, Violet còn có nửa cây à. Chưa vẫn máu vẫn nhiều quá. Coi chừng trụ nó bắn chết lần nữa bây giờ. Ôi trời ơi. Mấy anh bên kia, mấy chị bên kia cứ mạnh mẽ hổ báo cơ. Đây, mình sẽ giúp bạn ăn cái con bùi xanh này. Violet mà không có ai bảo kê thì phế ngay. Khó chơi lắm. Tại vì máu nó giấy mà. Cứ bị người ta cướp rừng. Đây. Mình sẽ chờ Violet nha. Mọi người im lặng nha. Đừng nói gì hết trơn đấy. Đừng có ai nói gì hết trơn nha. Bình tĩnh. Nó không tới rồi. Mình ra đây mình kiếm cái máu cái được. Chà. Này, chết này. Trời ơi, không đủ tâm. Khổ quá, đủ tầm phát đấy là chết ngay. Oh man. Ăn cái con rồng nó không hồi được máu rồi. Quả ăn với con lính mới được. Đây, rồng ơi. Có mình ở đây rồi, bạn khỏi lo nha. Có cô đơn không? Ai chà. Ui, mém chết. Không phải là mém chết, tưởng bị choáng chứ. Mình lao lên vội. Phản xạ của nó quá nhanh luôn. Trời ơi, tưởng bạn thế nào. Mà lúc đuổi chuột như thế à. Sao mà chạy được. Đứng lại cơ nào. Uầy, rồi Violet, úi giời ơi Violet ơi. Thôi xong Violet rồi, tội nghiệp quá. Ôi, con chiều cuối của Alice khó chịu thế. Chậm kìa, làm chậm kìa. Rồi, xong tôi chỉ giúp bạn được đến đây thôi.
Thôi chia tay bạn nhé. Thôi về review lát thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Đừng có để nó bắt lại. Bắt lại nó chết luôn bạn voi này. Sao bạn lại đứng đây tỉnh bơ như thế này nhở? Nào lên chém một phát. Cháy xem ra đây. Dạ. Chết này. Làm sao? Ôi bạn voi kìa, bạn sao phải đứng im thế? Kiểu như là bạn gọi là đang gọi là chat chít với người yêu đúng không? Bạn thấy mình nói đúng không? Rất rất là đúng rồi. Rồi, thương xuyên phái được trang bị rồi. Đấy, ngon này cành đào ngay. Ôi cái con này. Vai. Đánh thế mà nó không chết, nó còn chạy dài với đâu chứ. Rồi, kiếm ai chém gió chơi coi nào. Chém gió này. Ôi trời ơi. Không chết ai hết, không sao, bình tĩnh thôi. Bên kia có bùi xanh kìa. Ai chà chà, ai chà chà. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Phải hết sức bình tĩnh thôi. Mới có 9 phút thôi mà. Lướt qua chém 2, 4. Ôi trời, chém 2 lên 4 luôn. Nên mọi người thấy tính ghê không? 1, 2, 4, quá dữ. Rồi, 7 1 rồi, ngon. Hỗ trợ được 5 mạng luôn. Rồi, có nội tạ rồi đây. Hãy xem ra đây, 1 cân 4 đây. Trời ơi, thơm. Thơm chịt chưa? Này, 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 có 5 người này. Pentakill chơi coi nào. 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 Xin được 3 người rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Còn 2 mạng nữa thôi. Còn 2 mạng nữa thôi. Úi dồi, thôi mất 1 mạng rồi. Thôi xong. Thôi tí nữa là được Penta rồi, trời ơi. Đây, cô phải đấy mà chiều 1 nó hồi nhanh một tí xíu rồi. Trời ơi, tiếc quá cơ, không được Penta. Ôi trời, đấy mày thấy mọi người chém gió không? Còn chút xíu máu à. Có chiều 1 chiều cuối mà phát đấy. Cái này mà đánh thêm một cái chiều 1 chiều cuối một cái là chết luôn, sống làm sao được. Trời ơi, tiếc quá. Xem mới ăn được Penta kill rồi. Mình lao vào mình chém cả 5 người luôn. Cũng may mắn không nó lao vào nó cả S mất, không được Penta kill nó lại phê. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip này nha. Rồi mọi người thấy video hay hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình với nha. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Chém được địch Penta thật luôn ý. Còn chút xíu nữa thôi, trời ơi tiếc quá. Mà lúc ăn mất một con Gidu hay không là mình cũng được qua 3 kill rồi. Tiếc quá đi mất thôi. Ok bye bye mọi người.